Đối với món phở chua thì nó là một cái món kiểu như là starter ở trong cái menu của mình, lấy cảm hứng từ món ăn truyền thống. Thì đối với mùa này thì mình có cái đùi vịt xông khói. Mùa này cũng là mùa mực, mực lá thì mình nghĩ đến cái món phở chua của Cao Bằng. Về món phở chua Cao Bằng là người ta dùng phở chua với thịt vịt xá xíu. Nó là một cái gì đấy trùng hợp trong cảm hứng. Để mà làm cái món này nó thú vị hơn một chút thì mình sẽ thay bánh phở thông thường bằng mực. Vì mực khi mà mình xử lý nó đúng kỹ thuật, nó sẽ có cái độ dai, nó giống hơi giống phở và nó còn có cả vị mặn của biển. Trùng hợp với cả là mình đang có rất là nhiều đùi vịt hơi khói thì mình sẽ dùng thay với cả món thịt xá xíu kia. Đối với cái đùi vịt này thì mình sẽ ướp nó với cả đường và muối. Trong cái quá trình mà nấu đồ ăn ở đây thì các cái mùi hương của vịt, của cá nó sẽ xông vào cái miếng đùi vịt này. Và thứ nhất là nó sẽ làm khô miếng vịt và thứ hai là nó tăng cái độ thơm của cái đùi vịt. Còn mình sẽ kiểm tra nó bằng tay để xem là cái miếng vịt nó đã đủ độ khô chưa. Đây cũng là một cái phương pháp xông khói rất là truyền thống của người dân tộc của mình. Cái vị chua của món phở chua Cao Bằng là nó đến từ nước mắm, giấm và chanh. Còn đối với món phở chua của mình cũng có sử dụng nước mắm, chanh và cùng một cái nước chanh, nhưng mà mình làm nó thành như sorbet chanh tuyết. Nó vẫn là mang lại độ chua, thứ hai là nó mang lại cái biến thiên về nhiệt độ cho món ăn này để nó sẽ interesting hơn.